Quang Xanh xin được kính chào tất cả các chú anh chị biết khán giả mình thân Quang đang xem cái Quang Xanh. Của chú anh chị ơi, hiện tại thì Xanh đang ngồi ở đây, đó là nhà của một cô, đó là cô giáo, đó là cô tên là cô Phương Thúy. Thì của chú anh chị thì Xanh ngồi ở đây, đó là Xanh tới đây để mà Xanh có trao đổi với cô, là để mà sẽ cùng với cô để mà làm những cái phần phần thức ăn để mà gửi đến những bà con mà trong khu cách ly đó của chú anh chị. Tại vì thời gian vừa qua thì số lượng bà con trên thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương về quê rất là đông, cho nên thì hiện tại thì đang rất là cần sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng vàng của cô chú anh chị mạnh thường quân, cho nên thì Xanh có trích số tiền của cô bên Thụy Sĩ sẽ ủng hộ để mà dành làm những cái phần ăn là gửi đến bà con. Thì sau khi mà trao đổi với cô Thúy thì cô Thúy nói là bây giờ mình sẽ làm những cái phần bánh canh đó, thì mình gửi những bánh canh này tới những cái khu cách ly đó của chú anh chị. Thì sau khi mà chế biến xong đó, thì Xanh sẽ cùng với cô sẽ tới khu cách ly rồi sẽ trao cho những bà con trong khu cách ly của chú anh chị. Thì nguyên liệu như cô Thúy có chia sẻ hồi sáng giờ là coi như là cô Thúy đã xe xong cái bánh này rồi. Bây giờ thì cô Thúy giới thiệu đi, cô Thúy chào cô chú anh chị khán giả đi. Dạ. Xin chào quý anh chị, cô chú và khán giả. Hôm nay thì Thúy gặp Hoàng Xanh thì Hoàng Xanh có ngỏ lời là muốn tài trợ cái phần sức ăn cho bà con ở khu cách ly đó. Thì trước đây thì Thúy cũng đã từng nấu nhiều lần rồi, nhưng mà do cá nhân mình tự thấy mình giúp đỡ bà con mình nấu thôi. Thì hôm nay có Hoàng Xanh tài trợ thì xin thay mặt bà con ở địa bàn thì cũng cảm ơn quý cô chú anh chị và mạnh thường quân đã tài trợ, cảm ơn Hoàng Xanh đã làm cầu nối để mình có thể cho bà con những cái sức ăn của hôm nay. Không phải em tài trợ đâu nha, mình không có tài trợ. Rồi, vậy thì sáng giờ cô chia sẻ cho em biết là sáng giờ giống như là mình đã làm từ mấy giờ lận mới mình xe được cái số lượng rất là nhiều bánh của bánh canh thế này, vậy cô xe bột là khoảng bao nhiêu tiếng lận? Hồi sáng thì sáng 5 giờ là thức rồi đó, rồi xong rồi làm thì tới giờ này luôn, mới xong rồi mình đang bắt nước nó sao mình nấu luôn. Thì cái phần bánh này thì nó 150 phần ăn thì nó khoảng 10 13 14 kg á. 4 kg, vậy thì sáng giờ coi như là ekip Đúng của rồi. cô là khoảng bao nhiêu người vậy? Ở đây thì có mẹ tiếp mà giờ này mẹ mất làm chuyện bên kia rồi, ở đây thì có hai cô giáo ở chung trường á, thì cũng ở gần nhà cho nên là vận động hai cô lại để mà tiếp. Rồi em chào hai cô luôn nha. Rồi vậy thì cảm ơn hai cô rất là nhiều. Hai cô là dạy ở trường Mai Thanh Thế à? Con dạy trường Mai Thanh Thế. Dạ. Thì cảm ơn hai cô rất là nhiều đã cùng như là góp sức với cô Thúy để mà gửi đến những bà con ở trong khu cách ly. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có những phần ăn rất là ấm lòng đó, bằng tất cả những tình cảm để mà gửi đến bà con. Tại vì em nghĩ là hiện tại trong những khu cách ly đó thì bà con rất là, nói chung là thiếu thốn á, cho nên thì mình san sẻ được điều gì thì mình san sẻ. Thì các cô chú mạnh thường quân á thì đã góp tiền rồi thì mình bỏ công ra. Thì em thì cũng không có giỏi chuyện nấu nướng này đâu, cho nên thì em giao cho cô, cho nên rất là yên tâm khi mà liên lạc với cô thì cô cũng đồng ý để mà giúp đỡ, thì rất là cảm ơn. Rồi cô nấu ăn giỏi gì rồi, cô có, em thấy cô cách bố trí rồi của cô làm á thấy cũng đẹp quá, với lại cũng khéo tay quá. Rồi cô có định làm kênh ẩm thực gì không? Thật ra là cô cũng có kênh đó Xanh. Ủa vậy hả? Ờ. Ủa vậy sao em chưa biết đó, cô kênh cô tên gì? Ờ, cô làm mới có tháng mấy à, cái kênh tên Phương Thúy TV á. Tại vì cái lúc này dịch nè, rồi trường thì bị mình được chưng dụng làm khu cách ly rồi, cho nên ở nhà thì làm việc tại nhà, cho nên cái thời gian rảnh mình cũng có á. Rồi nấu ăn cho gia đình nè, thì cô cũng quay mấy cái cảnh nấu ăn này kia, với lại mình giới thiệu tới cái cảnh đồng quê đó, để cho những cái bà con xa quê người ta có thể nhìn được cái cảnh quê á, một phần nào cũng vơi đi cái nỗi nhớ quê. Thì bây giờ để trước tiên thì như cái bánh canh này thì mình xe là bột mình làm nhà luôn đó, làm nhà từ từng công đoạn hết để cho ngon á, tại vì mình cho bà con thì mình phải làm những cái gì ngon nhất để mình cho bà con. Như tôm thì hồi sáng cô cũng đi chợ mua tôm tươi á, lúc nó còn sống luôn về để mình nấu cho nó ngon á. Bây giờ các nguyên liệu thì cô sẽ sắt cái phần cà gót này xong rồi xào tôm nữa, thì đợi cái nước cốt dừa nó sôi lên rồi thì mình bỏ bánh vô nữa là mình có thể là chuẩn Trời, bị cô chuyên nghiệp quá. Vậy thì em nghĩ chắc kênh của cô chắc để lát em về em xem, tại vì em cũng không có thời gian nhiều quá, nhưng mà để xem ủng hộ cho cô. Ủa rồi
mình làm cái gì rồi mình nấu khoảng bao nhiêu tiếng, tại vì em với cô có trao đổi bây giờ khoảng mấy giờ mình đi trao cho bà con. Bây giờ tại vì cái suất ăn nó tăng lên đột ngột quá, như hôm qua thì báo với Hoàng Xanh thì có 100 mà, nhưng mà hồi sáng này thì bà con lại về tiếp á, rồi bên bên công an cũng có báo là tăng lên 150 suất, thì cô cũng tích cực nấu hai bếp luôn, mình nấu hai cái lò, mình nấu lò củi để cho nó nhanh á, ra thì nó hơi chậm, cho nên chắc là bây giờ là 11 giờ rưỡi ha, chắc Đúng khoảng tầm 2 giờ chính đó, 2 giờ rồi mình múc ra ly xong rồi mình đem ra rồi. ngoài chốt, mình giao cho công an rồi công an sẽ đem vô cho bà con, chứ đang cách ly thì mình cũng không có vô đó được ha, mình ở ngoài thôi. Cô chú anh chị thì cũng có một số cô chú anh chị biết khán giả cũng thắc mắc là tại sao mà Xanh không có giúp những nơi mà trong tỉnh của Xanh hiện tại mà Xanh phải gửi đi giúp những tỉnh khác. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị thì mỗi địa phương thì có rất là nhiều cô chú mạnh thường quân chung tay rồi, cho nên thì Xanh cũng không có phải là một mình Xanh là phải làm một nơi một chỗ của chú anh chị, cho nên thì ở nơi đâu có khó khăn thì Xanh giúp ở đó thôi cô chú anh chị. Mặc dù địa phương của Xanh thì cũng có khu cách ly nhưng mà không phải là một mình Xanh sẽ giúp hết, cho nên thì đã có nhiều cô chú mạnh thường quân chung tay rồi thì cái duyên của mình được bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi cô chú anh chị. Nên thì đó là câu mà Xanh muốn trả lời là Xanh làm thiện nguyện thì Xanh sẽ giúp tất cả các nơi là cô chú anh chị không phân biệt đâu cả. Cô thấy cho em hỏi là giống như là hôm trước thì em có trao đổi với cô á, là khu cách ly mình á, bà con đang gặp khó khăn gì á, thì cô có chia sẻ là bà con là ở trong đó thì cũng có cơm đó, nhưng mà mình muốn là cho bà con là có cái động viên, giống như mình có cái sức ăn giống như là bánh canh đi cho nó lạ miệng, thay đổi cái khẩu vị á, cho bà con mình cảm thấy là có động lực, với lại bà con mình cũng cảm thấy là được san sẻ cái tình yêu thương á cô. Đó giống như là bánh canh đó thì mình dùng vô mình ăn vô thì nó cũng không phải là cái gì để mà thưởng thức. Nói chung là theo em nghĩ thì ví dụ mình thưởng thức cái là bánh canh nó đã ngon là ngon bằng cái tấm lòng rồi, nhưng mà đâu đó tràn đầy cái sự ấm áp. Hiện tại thì Xanh thì cũng không có đi đâu quay ở đâu xa được, mà cô Thúy thì cũng là đại khái là trong địa phương huyện của Xanh mà xã của Xanh hiện tại cũng được thông chốt nên Xanh được đi ra ngoài thị xã, nhưng mà thì Xanh cũng chưa thể nào mà đi tới những huyện khác, những địa phương khác xa hơn để giúp cho bà con nghèo. Nhưng mà những gì mà Xanh đang làm hiện tại thì Xanh sẽ cố gắng làm hết sức, tại vì trong thời điểm hiện tại thì Xanh nghĩ là mình làm thiện thì nơi đâu có thì mình cứ làm đi cô chú chị, không phân biệt nơi vùng miền tôn giáo hay là một dân tộc gì hết, mình cứ giúp cho bà con. Với lại á, những người khó khăn á, thì mình đếm sao mà xuể được, với lại mình cái công sức của mình cũng nho nhỏ, cái khả năng mình cũng có giới hạn, cô chú mạnh thường quân trao bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi cô chú anh chị. Cho nên thì Xanh nghĩ á, thì cũng rất là mong là đại dịch sẽ đi qua thì bà con mình trở về cuộc sống bình thường, chứ bây giờ thì nếu mà làm, nếu mà cá nhân của mỗi người thì chắc chắn là sẽ không có đủ sức đâu cô chú anh chị. Thì mình chung tay mình làm thiện, mình làm được bao nhiêu thì mình tốt bấy nhiêu, tại vì tùy theo cái duyên cái phước đó cô chú anh chị. Vậy thì xin mời cô chú anh chị sẽ cùng với Xanh sẽ bắt đầu cùng xem cô Thúy sẽ nấu với cô chú anh chị. Sáng giờ xe bột quá trời luôn hả cô? 4-5 tiếng đồng hồ. 4-5 tiếng đồng hồ. Bỏ như đây thì nấu nó trong bột lại thì nữa là rồi cái này là mình bỏ vô luôn hay là mình cái múc vô này tô rồi mình bỏ? chín xong mình mới bỏ, tại vì ví dụ như số lượng nó ít đó thì mình bỏ từng tô được, còn này số lượng nó nhiều quá mình bỏ vô đây luôn đi cho nó gọn, rồi lát mình múc ra ly á, là mình cũng phải để ấm ấm mình mới múc ra ly được, nóng quá sợ nó cũng ảnh hưởng. Vui quá trời luôn khi bà con trong khu cách ly sắp được thưởng thức món bánh canh 150 suất đó cô. 150 suất cô chú anh chị. Thì nấu hai nồi cô chú anh chị, có nghĩa là một nồi thế này xong rồi hả cô? Vậy là bây giờ mình đang để nguội, lát mình múc vô luôn ha. Wow, cô chú anh chị thấy thấy ngon quá, hấp dẫn quá trời luôn nè.
nghe mùi thơm là Xanh cảm thấy đã thích rồi đó cô chú anh chị. Rất là vui luôn khi mà hôm nay thì mình được trao những cái suất ăn thế này cho bà con trong khu cách ly, một phần nào là cho bà con sẽ ấm lòng hơn. Thưa tất cả các chú anh chị, thì sau khi mà cùng với cô Thúy với cô giáo ở đây thì cũng đã hoàn thành xong món bánh canh. Chút xíu nữa thì Xanh với cùng với cô Thúy và các cô giáo ở đây sẽ mang tới khu cách ly để cho bà con. Thì hiện tại thì đã xong 150 ly rồi các chú anh chị. Chú anh chị thấy rất là ngon luôn các chú anh chị, rất là hấp dẫn. Do là trên bàn để không hết thì Xanh phải để trên dưới ghế này, các chú anh chị thông cảm nha. Rồi bây giờ thì sau khi mà múc cho cô chú bà con ở trong khu cách ly xong á, thì còn dư lại được mấy chén, coi như là dư lại cái phần đáy nồi á, thì bây giờ thì Xanh với cùng các cô giáo này sẽ thưởng thức để cho tất cả các chú anh chị biết được là vị ngon của bánh canh thế nào nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị với Hoàng Xanh ăn bánh canh của Thúy nấu thì Hoàng Xanh review thử bánh canh ngon hơn nha. Dạ, mời hai cô luôn nha. Cô chú anh chị ơi, bây giờ thì xin mời cô chú anh chị thì cùng thưởng thức với Xanh nha. Chắc là nãy giờ là do là làm là đói bụng á, giờ thấy ngon. Cảm thấy rất là ngon chứ chị. Ngon cô. Cảm ơn hai cô rất là nhiều. Và cô Thúy nha, đã hỗ trợ xong phần 150 phần nấu bánh canh này. Sao, bà cô Thúy, tay nghề cô Thúy thế nào? Ngon không? Ngon cô? Ngon ha. Chắc bà con ở trong khu cách ly mừng lắm á. Tại mình giống như là có thể là ăn cơm mỗi ngày rồi ăn mì mỗi ngày ngán á. Mình đổi món như vậy á cho bà con mình có lạ miệng á. Cái này mình làm nhà. Làm nhà đậm đà hơn ha, tôm, thịt đờ. Cái cút dừa béo béo của chú anh chị rất là đậm đà luôn. Mình cho bà con trong khu cách ly á dùng trước đi, cái này là dùng sau, cái này là dư thừa lại thôi. Kệ, vậy là cũng ngon rồi ha. Miễn sao là bà con trong khu cách ly được dùng ăn ngon là mình cảm thấy ngon rồi. Mình sao cũng được. Nãy sáng chú không có ăn luôn rồi đó. Sao vậy? Hết luôn. Không có luôn. Dạ. Cho nên hết ly 150 ly của chú anh chị. Của chú anh chị nào thích ẩm thực của cô Thúy, của chú anh chị lên xem kênh để đăng ký ủng hộ cô Thúy nha cô chú anh chị. Kênh mới quá cho nên chưa ai biết. Rồi thì mình cứ cố gắng làm đây thì bà con sẽ vô xem. Rồi nếu mà có gì thì bà con sẽ ủng hộ mà. Cố gắng lên cô. Kính thưa tất cả các chú chị biết khán giả, thì Xanh đã cùng với cô Thúy đã làm xong 150 phần là suất ăn là bánh canh cho cô chú chị. Bây giờ thì Xanh cũng sẽ bàn giao cho anh chiến sĩ cán bộ ở đây, cũng là người là tiến đầu để chống dịch của chú anh chị. Anh ơi, thì em đại diện cô chú Mạnh Thường Quân á, gửi cho bà con khu cách ly 150 phần suất ăn này, thì em xin được phép bàn giao cho anh, nhờ anh đem cho bà con nha. Được sự hỗ trợ của YouTuber Hoàng Xanh thì tôi đại diện cho khu cách ly Mai Thanh Thế. Dạ. Là đại diện cho bà con đang cách ly trong khu cách ly. Dạ. Là chân thành cảm ơn đến sự giúp đỡ của Hoàng Xanh và các Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho khu cách ly. Dạ. Thì chúng tôi sẽ cố gắng để phát quà đến cho quý bà con, để cho bà con ấm lòng trong những ngày cách ly. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh và các y bác sĩ ở đây để chăm sóc cho bà con, với lại chúc bà con mình sẽ sớm vượt qua đại dịch nha. Em xin bàn giao nha.
Kính thưa tất cả các chú anh chị, bây giờ thì xin đã bàn xong xong rồi. Rất là chân thành cảm ơn của chú anh chị với khán giả của mình Thu Vương rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.